Xin chào các bạn, mình là Linh, mình đến từ linkatlas Hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuỗi bài về Contribute Language, uh, à, văn hóa song ngữ, văn hóa Việt Nam, Anh Pháp Hôm nay mình xin đề cập tới một cái bài khá là um, phổ biến, cũng khá là nhạy cảm Đó là The Bus and the Butterfly, The Papillon, là chim à, uh, Cũng như các bạn đã biết thì trong văn hóa bình dân hay là văn nói của Việt Nam thì chúng ta thường nhắc tới một cái hình tượng để thay thế cho đàn ông và phụ nữ đó là hình con chim và con bướm. À, trong tất cả cái 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 cái, cái văn học văn hóa bình dân Việt Nam có một cái từ để thay thế và cũng khá là thơ mộng để chỉ cho những cơ quan sinh dục hoặc là thay thế cho à, phụ nữ hoặc là đàn ông cái từ phổ biến nhất chúng ta thường hay nghe nhất từ hồi nhỏ cho tới lớn từ già thì đầu tiên đó là con chim robot or uh, ozho không tiếng pháp là chỉ cơ quan sinh dục nam hoặc là thay thế cho người đàn ông bướm uh, butterfly hoặc papillon tiếng pháp thì sẽ thay thế cho cơ quan sinh dục nữ và chỉ một người phụ nữ thì ngay cả trong những cái uh, muốn đi uh, trong văn 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 học uh, đương đại cũng có nhiều cái cách uh, để chỉ cho người đàn ông người phụ nữ nhưng mà thường suốt nhất là chúng ta nghe thấy từ này mà mỗi khi mình nghe tới từ ojo hoặc là bus hoặc là butterfly hoặc là papillon thì đều hình dung ngay tới chỉ cho đàn ông hoặc phụ nữ và bạn sẽ thường xuyên nghe những từ tiếng cười khúc khích hoặc là những cái ở đây là là một từ nói bóng gió và cảm ơn các bạn đã theo dõi